Okay, hello các anh chị. How you doing today? Đâu có mang. Okay, mang ốp khi nào để mưu bóp thôi. Để sao cái mặt. Hello. Hello, nghe không các anh chị? Nghe rõ hả? Ủa sao? Các anh chị nghe rõ phải không? Hả? Can you hear me? Loudly and clearly. Ok, nghe rõ rồi. Mà sao bên này nó không có tiếng gì hết trơn người ta? Ok, let đợi tí mình tí xíu. Hello. Ok, chắc được rồi. Rõ mà hơi nhỏ hả? Ok, wait a minute, let me check in my Paltalk. Ok, that đúng rồi. Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Hả? Lớn dữ rồi phải không? Ngon lành luôn. Ok rồi. Các anh chị phải check hai ba chỗ luôn biết không? Thứ nhất là mình phải check cái speaker của mình. Ok. Lớn hay nhỏ là cái chánh là cái speaker. Sau đó đó là mình mới check cái room. Mình coi cái volume ở trong cái room nó có lớn đủ chưa. Rồi sau đó mà nó cũng còn nhỏ đó, mình phải check ở trong cái Paltalk. Trong cái Paltalk nó có cái chương trình, có cái program để cho mình check cái microphone của mình đó. Lớn nhỏ mình cũng có thể check ở trong đó. Ok. PP là gì? PP là gì? What PP stand for? PP là là phương pháp hả? Viết tiếng Việt phải viết hết chữ ra thì mình mới hiểu á. Học tiếng Anh mà học gì? Speaking, reading, writing, comprehension. Học cái gì? Hả? Học hết luôn hả? Cái gì cũng muốn học hết trơn hả? Rồi, để họ nó không cầm. Học giao tiếp hả? Communicate hả? Communicate. Để tụi mày check cái mic của tụi mày coi nó cứ rớt lên rớt xuống hoài. Chán rồi, chắc được rồi. Okay, what we want to do today, I mean what we want to learn today. Nói hiểu khổ vậy luôn.
Hôm nay mình học gì nào các anh chị? Have a choice. Grammar hay là continue with the the gì? Integrative sense. Chị muốn học văn phạm hay là học cái cách đặt câu hỏi tiếp theo của tuần rồi? Chị nhớ tuần rồi mình học gì không? Answer me, please. Grammar. Pronoun. Học nốt cách đặt câu hỏi phải không? Hay là học grammar, pronoun? Pronouns, grammar. Nó lỡ dở nửa chừng. I don't want to make a question. I don't want to stop in the middle of something. Nếu mà bên hôm nay mình học grammar cũng được, nhưng mà cái bài mà cách đặt câu hỏi nó đang phân nửa, là giống như là mình ăn mà mình bỏ mứa gì đó. I don't like it. Phải không các anh chị? Hả? Yeah, học cho nó xong cái phần này cho rồi đi, ok? Chứ để nó làm như tụi mình đang còn thiếu nợ cái gì vậy đó. Right? Chịu không nào? Let me open my text first then. Where is it? Ok, hôm nay mình thay đổi chương trình chút xíu đi, ok? Hôm nay mình sẽ học tiếp cái bài cách đặt câu hỏi. And mình sẽ có cái bài reading để mình thực tập. Chịu không nào? It's more fun. Ok, rồi, chịu rồi, right? Ok, bây giờ mình học tiếp nha. Rồi mình sẽ thực tập luôn. See, let me close this one. So far, you know how to make a question with the yes no question, right? You know how to make a yes no question, right? Say yes, đi. Yes, thank you. And khi mà mình đã biết cái yes no question thì mình mới học qua cái cách đặt câu hỏi thứ hai, cái loại câu hỏi thứ hai là WH and how question. And we were in the middle of this one, right? Let's see. Open it. Yes. Okay, let me review quickly. Okay. Lời câu hỏi này về tiếng Việt luôn cho lẹ luôn. Thường thường nó là loại câu hỏi để cho mình biết là thêm cái information về cái vấn đề mà mình muốn biết. Và thường thường á, tại sao gọi là WH and how? Tại vì nó bắt đầu bằng cái chữ WH, giống như là when, where, who, why, what, which, whom, whose, and chữ how. Right? Nên mình gọi nó là WH and how question. Thí dụ như trong một cái câu. How do we make the kind of question? I give you a sentence like this one. You want something, okay? And you see what they asking for. You want what? Something, phải không?
What do you need to ask to answer this sentence? So you have to make, you have to use the word, the WH word, what? Well, something là cái gì, không? Something là một cái chuyện gì đó, một cái điều gì đó. Thành ra mình sẽ dùng chữ what. Alright. Thí dụ như câu này. I am a student. Who are you? Phải không? Who are you? Right? Nghĩa là mình, thí dụ mình có một cái câu, mình làm cách nào, mình dùng chữ gì để mình đặt câu hỏi? Bắt đầu bằng WH. Thì mình thấy mình sẽ đặt câu hỏi là I, bạn là ai? Phải không? Thành ra mình sẽ dùng chữ you. Right? Khá gì vậy? Who are you? So a student. Tôi là học trò. So học trò là người ta, phải không? Thành ra người ta mình sẽ dùng chữ who. Ok. So to make a question, first you have to form a yes no question, then add the appropriate WH and how question works to the beginning of the sentence. Cho những cái chữ when, where, whom, why, what and how. Mình có tất cả là 9 chữ phải không các anh chị? Nhưng mà đặc biệt 5 cái loại chữ này, 6 chứ, thì mình sẽ đặt nó ở đầu câu và theo sau nó phải là yes no question theo cái định nghĩa từ rồi mình học. Okay. Ví dụ mình nói what do you want? Cái câu you want something trước nhất mình sẽ đổi nó thành yes no question. Right? Do you want something? No, yes no question. Okay, let me remind you. Right? Mình sẽ đổi nó thành yes no question trước. Các chị làm đi. Do you want some, I'm sorry. Something. You want something? Right? You want something? Rồi. Cái câu trả lời là mình, cái câu hỏi mình đặt là mình sẽ dùng chữ what. Bạn muốn cái gì? Right? Thành ra mình sẽ dùng chữ what mình để phía trước. Okay. Rồi, mình lặp lại cái yes no question. What do you want? Okay. Mình left cái something. Mình bỏ cái something ra để mình dễ dàng trả lời. Thành ra câu hỏi lúc nào các anh chị thấy cái yes no question nó cũng đi theo cái WH word. Nhớ điều này nha. Nếu mà các anh chị đặt câu hỏi mà không có yes no question thì mình nói tiếng boy, what you want? Trong cái văn nói nhiều khi mình nuốt cái chữ do. Nhưng mà trong cái văn viết mình không có được quyền miss nó. Mình không có được quyền omit nó, mình không được quyền bỏ nó ra là sai. Okay? What do you want? Chứ không phải what, what you want, where you go, what you play. Là sai văn phạm. Okay? Rồi thí dụ như cái chữ thí dụ như cái câu này. Another one. I go to school. First, we have to change to the to make a yes no question. Do you go to school? Rồi, school là cái nơi chốn phải không các anh chị? Đặt câu hỏi là bạn đi đâu, phải không? Mình sẽ đặt câu hỏi là bạn đi đâu. Thành ra chữ school là nơi chốn. Và cho cái nơi chốn mình sẽ dùng chữ where, phải không? Where là nơi chốn. Where do you go to school? I missed the question mark. I mean, yeah. Question mark at the end. Nhớ nha, thành ra lúc nào cũng mình phải đổi qua cái yes no question trước rồi mình mới thêm cái WH or how question.
Thí dụ như câu này. Okay, I go to the movie now. Tiếng Nhật mình sẽ đổi thành yes no question. Do you go to the movie now? I missed the now. Let me correct in my text. See what's going on. Rồi, bây giờ cái câu trả lời là mình sẽ đặt câu hỏi là bạn đi đâu, phải không? Hay là đồng ý không nào? The movie là cái nơi chỗ, phải không? Và now là cái thời gian, phải không? Bạn đi đâu? Thành ra ở đây mình có hai câu trả lời. Khi mà mình có hai cái câu trả lời thì mình sẽ có hai câu hỏi. Okay. Thành ra mình sẽ nói là Where do you go now? Biết không nè? Và cái chữ school mình bỏ nó ra để dành cho trả lời. Okay. Đợi một tí xíu. Khi nào trong câu nó có to be thì câu hỏi nó sẽ có to be. Đây là cái phần mà yes no question mình học rồi. Trong cái in the affirmative sentence, okay? If we have the to be, cái động từ đó to be thì cái câu hỏi nó sẽ có to be ở trong đó. You are, I am. Tùy theo cái câu affirmative. Okay, depend on the affirmative sentence. We have to be or not. I am a student. You are at home. Thấy như vậy, nó có to be ở trong đó. He is my brother. Tiffany hiểu không? Khi nào nó có to be là theo tùy theo cái câu chuyện của mình. Tùy theo cái câu chuyện của người đó, tùy theo cái situation của người đó, nó có to be hay không, chứ không phải là mình I don't know. Cái kỳ là đuôi. Ok, rồi trở lại nha. So cái câu mà I go to the movie now, mình có hai câu hỏi phải không, hai câu trả lời. Bạn đi đâu và bạn đi coi hát khi nào, phải không? Thành ra mình cũng sẽ có hai câu hỏi. Mình sẽ để nó chữ where là ở đâu và khi nào là chữ when. Phía trước cái yes no question. I go to the movie now. I go to the movie now. Do you go to the movie now? Right? So mình sẽ có hai câu hỏi để trả lời cho movie là where. Do you go now? Right? Where do you go now? Okay. Rồi, cái để trả lời cho khi nào là chữ nào thì mình sẽ đặt câu hỏi là when, phải không? When với cái yes no question để when do you go to the movie? Cái chữ nào để trả lời thì mình bỏ nó ra. Ok, mình bỏ nó ra để dành để trả lời. I go to the movie now. Anh chị hiểu rồi phải không? Ok, mà thí dụ khác. Let me close this one first. Ví dụ
Connie. I buy a Toyota. Trước nhất mình phải đổi nó thành yes no question trước. Do you buy a Toyota? Rồi câu trả lời là mình mua cái gì, phải không? And Toyota là mình biết là nó là một chiếc xe hiệu Toyota. Ở đây nó đâu có nói là where đâu. Nó đâu có trả lời là mua ở đâu đâu, phải không? Hình như nó cái câu hỏi là mình sẽ đặt câu hỏi là bạn mua cái gì? So a Toyota là chiếc xe, phải không? Thành ra mình sẽ trả lời là chiếc xe, thành ra mình phải dùng chữ what. Cái gì? What do you buy? Phải mình để chữ what ở phía trước rồi cái yes no question là do you buy a Toyota, mình left nó off, right? Mình bỏ nó ra, mình omit nó để dành trả lời. Ok, để dành trả lời. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái gì mà trả lời mình phải bỏ nó ra để mình để dành trả lời, chứ mình đâu nói là what do you buy a Toyota, right? Hay là một cách khác mình cũng dùng chữ what, đó là what kind of car. Tại mình biết Toyota là car rồi, phải không? Là một loại xe hiệu Toyota rồi. Nó còn có mấy cái hiệu khác như là Honda, Acura, đại khái như gì. Thành ra mình có thể mình thay vì mình nói what thì mình nói là what kind of car do you buy. Cái bài text hồi tuần rồi Tiểu My đã chia sẻ cho các anh chị rồi. Ok, như câu này mình coi cái object nó hỏi về cái gì, trả lời làm sao thì mình sẽ dùng cái chữ đó. This book costs $3. Yes, no question trước. Does, phải không? Cost đây không phải là to be, cũng không phải là helping verb. Thành ra mình coi nó như là một cái động từ thường, regular verb. Và động từ thường thì mình sẽ dùng chữ do hay là chữ does. Ok, trường hợp này mình sẽ dùng chữ does. Tại vì this book mình thay thế bằng chữ it được, phải không? Thay thế bằng chữ it được. Và it, he and she mình phải dùng chữ does, right? So khi mình dùng chữ it thì mình dùng chữ does, mình đảo ngược nó. Does this book. Và khi mà dùng chữ does rồi đó thì cái main, the main verb have to come back to the what? Infinitive verb. Nghĩa là cái động từ chánh phải trở về nguyên mẫu without to, không có chữ to, right? Động từ to cost, nguyên mẫu nó sẽ là to cost. Ok, và không có chữ to. Ok, how much does this book cost? Mình hỏi cái cuốn sách này giá bao nhiêu tiền, phải không? Bao nhiêu tiền, thường thường mình sẽ dùng chữ how much. Ok, mình để nó phía trước, phải không? So how much does this book cost? So theo thứ tự mình sẽ làm như vậy. First you have to change the sentence to the yes no question. And then use the appropriate word. Right? To the beginning of the sentence. Put at the beginning of the sentence. Hey, thí dụ như câu khác. Ví dụ như câu này. It
takes 3 hours to drive to Houston. Nó chỉ mất 3 tiếng đồng hồ để lái tới Houston, of course from your house. Dĩ nhiên từ nhà mình rồi. Mình để from my house cũng được, không để vô cũng được. So ở đây cái câu hỏi là mất bao nhiêu lâu để lái xe tới Houston? Đấy. Thành ra mình sẽ dùng, trước nhất mình sẽ đổi nó thành yes no question. Phải không? Nhớ nha các anh chị, yes no question nó rất là quan trọng. Đổi thành yes no question trước please. Okay. Với chữ mi là mình phải đi từng step, okay? Mình học từ từ, từ từ, từ từ. Does it take for 3 hours to Houston? I mean, does it take 3 hours? Yeah, for 3 hours. Not too far, nha. Does it take 3 hours? Okay, let me sửa trong bài. Rồi, mình sẽ hỏi mất bao lâu thì nói làm sao các anh chị? Mình dùng chữ gì? How many, how far, how long? Dùng chữ gì? Cho right, cho đúng. Yeah, how long. How long là cái khoảng thời gian. Còn how far là cái khoảng cách. Anh chị nhớ điều này nha. How long là khoảng thời gian, còn how far là khoảng cách. Còn how many, how much là bao nhiêu. Okay. Giống như câu này. Có nhiều người không biết khi nào dùng how long, khi nào dùng how far, and khi nào dùng how much là cái gì. It is 5 kilometers away from my house to school. Nó thì khoảng 5 cây số từ nhà tôi tới trường. So đây là cái khoảng cách. Thế nên mình sẽ dùng chữ gì? And don't forget to change the okay, don't forget to make the yes no question first, okay, before we you make the WH and how question. Yeah, phải đổi qua yes no question trước. Nhớ điều này nha các anh chị. Yeah, thì các anh chị thấy trong câu nó có động từ to be. Mình sẽ convert cái động từ to be and the subject, nghĩa là mình đổi chủ từ với động từ để cái động từ ra to be ra phía trước. Okay. Đó là cái cách make a yes no question. Is it 5 kilometers away from your house to school? Cái như vậy. Rồi mình mới đặt câu hỏi với WH and how question. So đây nó là cái khoảng cách, thành ra mình sẽ dùng chữ how far. Rồi kế đó là yes no question. Đấy. How far is it away from your house to school? Mình bỏ cái 5 kilometers ra đi để dành trả lời. Cái gì mà để trả lời thì mình bỏ nó ra. And we repeat the rest. Mình sẽ lặp lại, mình sẽ viết lại tất cả những chữ còn lại. Okay. Away nghĩa là xa. Mất bao xa away from. It is away chứ không phải way nha, away. I misspelled, sorry. Let me correct. Yeah. So theo thứ tự mình sẽ làm hai cái công việc. Thứ nhất, not way nha, away. I misspell right. I mean I misspring right there. Thứ nhất mình đổi qua yes no question. Yeah. Thứ hai mình mới để cái WH and how question. Ok, để chị mi ôm lại cái này cho các anh chị. Nếu mà câu trả lời nó chỉ về thời gian thì mình dùng chữ. Chữ gì các anh chị? Oh, I can do it.
territory. No. How long là bao xa? How long là bao xa? Dùng chữ when. Okay. How long là bao xa? Nếu mà câu trả lời chỉ về nơi chốn thì dùng chữ gì? Có nhiều người không biết dùng chữ nào cho nó đúng. Nhớ điều này nha các anh chị. Nếu câu trả lời chỉ dùng nơi chốn thì dùng chữ where. Right? Nếu câu trả lời chỉ về người ta thì dùng chữ gì? Yeah, dùng chữ who for subject, phải không? And dùng chữ whom for nếu mà chỉ về người ta, okay? Yeah, bao xa? How long là bao lâu? How far là bao xa? Yeah, tiếng Anh nhiều, tiếng Việt nhiều khi nó hơi lẫn lộn, trở mi hơi bị confused chút xíu. But it's okay. To fix anyway. Chữ who hay là chữ whom? Thấy không các anh chị? Chữ who hay là chữ whom? Chữ who cho subject, hỏi về chủ từ. Tôi đi với cô ta thì dùng chữ who. Who goes with her? Right? Who goes with her? Còn nếu mà hỏi về cô ta là túc từ thì dùng chữ whom. With whom do you go? Right? With whom do you go? Cái như vậy. Hay là who do you go with? Nó có hai cách dùng chữ whom. Một á, là mình để chữ whom ra phía trước. Khi mà để ra phía trước thì nó phải cái giới từ nó phải đi theo. Ví dụ câu này. I go with her. Cái như vậy, một câu so simple. I go with her. Dĩ nhiên I go to the movie rồi. Hay là thôi mình I go to the movie with her. Thì nếu mà mình hỏi ai đi coi hát với cô ta thì mình hỏi về chủ từ phải không? Tại vì ai đi thì chữ ai đây sẽ làm chủ từ cho cái động từ đi, thấy không? Thì mình sẽ dùng chữ who. Và trong trường hợp này cái động từ đi liền sau liền. Okay. We go to the movie. Này mình sẽ nói sau. With her. Right. Còn nếu mà mình muốn hỏi bạn đi coi hát với ai? With her là với ai? Ai ở đây sẽ làm túc từ, phải không? Thì mình sẽ dùng chữ whom. Và khi mà mình dùng chữ whom đó, trong cái trường hợp mà mình hỏi về túc từ đó thì nó có hai cách. Nếu mà mình dùng chữ whom đó, đúng là mình phải dùng chữ whom. Thì khi cái luật đó, khi mà mình dùng chữ whom thì cái giới từ nó phải đặt ở phía trước, with whom, rồi nó sẽ đi theo với cái yes no question. Do you go to? Do you go? To the movie. Yeah, tell me. To the movie. Okay. Đây là cái cách mà xa xưa rồi, cổ hủ rồi, xưa quá rồi, diễm gì đó, I don't know. Người ta không còn dùng cách này nữa nha các anh chị. Người ta không còn nói đặt câu hỏi với cách này. Nhưng mà người ta sẽ đặt câu hỏi như cách này. Okay. Who do you? Yeah, xưa rồi diễm gì đó. Who do you go to the movie with? Okay. Bây giờ người ta hỏi cách này
Chứ không còn nói là wait, when do you go to the movie nữa. No more. So what the difference? Who goes to the movie with her and who do you go to the movie? Khác nhau chỗ nào các anh chị? Hai câu này khác nhau chỗ nào? What the difference between these two sentences? Các anh chị thấy chữ who đó? Yeah. Chữ theo sau mình phải nói là yes no question chứ không phải trợ động từ. Chữ who đó là hỏi về chủ từ. Còn chữ who ở in the second one đó thì hỏi về túc từ. Ok, các anh chị thấy điều này không? Thành ra khi mà hỏi về chủ từ thì cái chủ từ nó phải đi liền với cái động từ. Tại chữ who nó là chủ từ mà, thì đi theo nó phải là động từ, nó đi liền chứ không nó không có cần qua cái yes no question. Các anh chị thấy cái điểm này không? Thấy cái điểm khác của chỗ này không? Còn chữ who đó mà hỏi về túc từ thì bắt buộc phải đi theo với yes no question. Ok, nhớ nhà hai cái này rất là quan trọng. Nếu mà các anh chị không có cái yes no question cho cái chữ whom đó thì các anh chị sẽ nói sai văn phạm. Who you go to the movie with là sai. Nó cũng tựa tựa như who goes to the movie with her. Chị hiểu điều này nha, đây là cái luật. Rồi khi mà đặt câu hỏi hỏi tại sao thì, hỏi về cái lý do thì dùng chữ gì các anh chị? Cái lý do gì bạn bạn làm điều này? Thì mình sẽ dùng chữ why. Ok. Đặt câu hỏi về cái sở hữu. Ví dụ như cái nhà của ai, cái bàn của ai, chiếc xe của ai thì dùng chữ gì? Dùng chữ gì? Chữ whose. Very good. Ok, đặt câu hỏi khi nào mình dùng chữ which nè? Khi nào mình dùng chữ which and khi nào mình dùng chữ what? Khi nào mình nói which car do you want to buy? Thí dụ vậy đi. Hay là what car do you want to buy? What car do you want to buy? Hai cái này khác nhau chỗ nào các anh chị? Khi nào các anh chị dùng chữ which and khi nào các anh chị dùng chữ what? Chữ which là nó có cái sự chọn lựa ở trong đó, không phải là cái loại gọi loại xe nào. Chữ which là yeah, có cái sự chọn lựa ở trong đó và cái mình đã biết rồi. Ok. Còn chữ what là mình nói chung chung. Yeah, mình nói chung chung. Chữ which cũng có thể là kind. Ok. Suppose you stand in front of two kind of the car, Toyota and Honda. Đó là kind luôn rồi chứ gì? Right? Phải không nào? Thành ra mình phải cắt nghĩa là chữ which là có sự chọn lựa, còn chữ what là cái nói chung chung. Okay. Thí dụ nhìn mình bước vô một cái dealer xe. Okay, nhiều loại xe lắm, Honda, Toyota, gì tùm lum hết trơn á. Thì mình chưa có biết là mình sẽ mua loại xe nào phải không? Thì mình nói what car? Hay là what kind of car do you want to buy? Đúng không? Mình chưa có biết là mình sẽ mua xe nào mà nó nhiều thiệt là nhiều. Right? Thì mình dùng chữ what là nói chung chung. Còn khi nào mà mình coi một vòng rồi, okay, we go around and finally we find two cars that we like, Toyota and Honda. So in this case, in this situation, okay, you can ask yourself,
Which car do I want to buy? Xe nào mà tôi muốn mua bây giờ, nói trong đầu á, Honda hay là Toyota, thấy không? Thì lúc đó mình sẽ dùng chữ which, okay, rõ ràng như vậy. First, for another example, when you move to the new town, move into the new town, and you don't know how many school, how many high school in that area, in that subdivision. So you have to ask, or your children will ask you, what school do we go to, mom? Trường nào mà tụi con sẽ đi học giờ? What school? Okay. Còn thí dụ mà they already know there are two schools in that area, in that subdivision. So in this case, they can ask you, which school do we go to, mom? Tại vì nó biết là chỉ có hai trường thôi, vậy cái trường nào mà chúng nó đi học? Okay. Nãy các anh chị hiểu rồi phải không? Cái what là mình chưa biết là nó có bao nhiêu và nó có cái loại nào. Okay. Còn cái which là mình đã biết rồi và có cái sự chọn lựa hai hoặc ba, nhiều lắm là ba nha, bốn là quá nhiều rồi. Okay, does make sense? Các anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Okay, rồi. So phải phân biệt được khi nào mình dùng chữ which and khi nào mình dùng chữ what. Okay. Đặc biệt ngoài chính cái chữ đó mình còn thêm những cái chữ phụ nữa, thí dụ như là what kind of. Okay. Diễn tả cái gì đó. How many, nói về quality, có thể đếm được. Okay. Or how often, frequently, nghĩa là thường xuyên. Hay là how much, chỉ về cái số lượng hay là cái giá cả. Okay. Hay là how long. Duration, okay, là bao lâu. How far là khoảng cách. How far là bao xa. Mình dịch vậy đi. Thế nên mình sẽ dùng những cái chữ này thêm vô ngoài chính chữ đó. Okay, any question? Và các anh chị nhớ, thường thường mình sẽ dùng đặt những cái chữ này trước cái yes no question. Đặc biệt, ok, let me what else. Cái này cũng hay nè. Where is it, the rule? Question, not this one. This one. Okay, not apply. Hôm bữa cái the rule đã mất tiêu rồi. Đợi tìm đi tí xíu nha. Where is it? This one right here. And this one. This one right here. And this one. And this one right here. Không phải luôn. Ok rồi, trở lại.
after that khi bỏ Vishnu go. Ở đây mình không có nói về cái that ở trong này, ok? Mình nói về cái WH and how question. Ok, ngoài mấy chữ, 6 chữ, right? 6 chữ này mình bắt buộc phải đặt trước cái yes no question. Nghĩa nhờ 6 chữ này bắt buộc phải để trước cái yes no question. Where do you, when do you, where do you, whom do you, why do you, what do you, and how do you. Okay. Nhớ nha các anh chị, phải thuộc nằm lòng đó. Lúc nào mở miệng ra đặt câu hỏi cũng nói when do you go, where do you go, whom, with whom do you go, or why do you go, what do you do, how do you do. Phải không các anh chị? Nhớ điều này nha. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp khác. Chữ what đó không những đặt trước cái yes no question, còn nó có thể đặt trước một cái danh từ khi mà nó là object. Nó sẽ để trả lời cho cái câu hỏi, để trả lời cho cái câu hỏi trực tiếp. Thí dụ như mình có câu này: She like red. Cô ta thích màu đỏ. Bây giờ các anh chị đặt câu hỏi, cô ta thích màu gì, các anh chị nói sao? Hả? Cô ta thích màu gì, các anh chị nói sao? Yes, what color? Well, what color does she like? Trước nhất mình phải để yes no question dĩ nhiên rồi. Does she like red? What color does she like? Ở trong cái tiếng Anh đó, cái color nó họ không có viết giống như tiếng Pháp nữa nha. Họ viết là color. What color does she like? Thành ra chữ what có hai cách. Nếu mà nó là subject, okay, thì nó có ba cách chứ. Nếu mà nó là subject thì mình sẽ để kế liền động từ, đi theo liền với cái động từ. Thí dụ, what happened? Chuyện gì xảy ra? What make that noise? Cái gì cái gì dịch sao ta, cái gì làm thành cái nôi đó đó, cái gì dịch câu này đi. Cái bài there's no question, cái bài the rule của Jimmy đâu rồi ta? Như là mất một bài rồi. Ok, cái gì mà ồn ào quá vậy? Right, cái gì mà làm ồn ào quá vậy? Thành ra đây là một cách đặt câu hỏi với chữ what, nó đi liền với cái động từ what happened, what makes that noise. Cách thứ hai là khi mà nó là object,
Giống như mình nói hồi nãy, trả lời cho cái túc từ trực tiếp what color does he like. Và cách thứ ba là nó đi theo yes no question, giống như mình học hồi nãy giờ, phải không? What do you want? What do you want? Thấy không? Nãy giờ mình học đó. What do you want? Nó đi theo với yes no question. Là nó chữ what nó có ba cách. Thứ nhất là nó đứng trước động từ, làm chủ từ. Thứ hai là nó sẽ trả lời cho, nó làm túc từ, tại trả lời câu hỏi ở cái, ở trong cái phần túc từ. I like red. What color do you like? Và cái thứ ba là nó đi phải đi theo với yes no question. Okay. Đó là chữ what. Bây giờ qua chữ which. Chữ which thì các anh chị biết rồi. Chữ which đó chỉ có một cách thôi. Nó sẽ đi theo với cái gì? Với cái danh từ. Okay. With shoe, with one, with movie, with color, with city. I mean city, phải không? Nó sẽ đi theo với danh từ. Và nó có sự chọn lựa trong đó. Rồi, chữ gì nữa? Mình có 9 chữ tất cả chữ what rồi nè. Chữ where rồi nè. Chữ when rồi nè. Chữ whom rồi nè. Các anh chị phân biệt được chữ who and chữ whom rồi phải không? Chữ why rồi nè. Chữ which rồi nè. Chữ whose. Chữ whose đó là bắt buộc nó phải đi theo với cái gì? Bắt buộc nó phải đi theo với cái danh từ. Thấy không các anh chị? Tại vì của ai? Thành ra bắt buộc mình phải, nó phải đi theo danh từ. Cái nhà của ai? Chiếc xe của ai? Cuốn sách của ai? Cái hình của ai? Là khá như vậy. Cái cây viết của ai? Thành ra nó bắt buộc phải đi theo với cái danh từ. Whose car in front of your house? Right. Cảm ơn tại Linh. Hay là whose books are on the table? And các anh chị thấy một cái điểm đặc biệt của WH and how question là khi mình đặt câu hỏi mình phải xuống giọng. Okay, you have to lower your voice at the end. Whose books are on the table? Mình không có nói là whose books are on the table, right? Hay là whose car is in front of your house? Không có nói như vậy. Whose car is in front of your house? Okay, mình phải xuống giọng cho WH and how question. Rồi bây giờ mình còn thiếu chữ gì nữa các anh chị? Ok, với chữ how. How mình cũng có hai cách. How, cách thứ nhất là nó đi theo với cái yes no question. Giống như hồi nãy mình, nãy giờ mình nói how do you do? How, phải không? How are you? How can you talk like that? Cái gì vậy? How do you like the city? Đi theo với yes no question. How can you talk like that? How do you get to school? And cách thứ hai nó phải đi theo với một cái gì? Một cái giới từ phải không? How long? How far? How often? How much? Phải không? How tall? Thấy như vậy. Right? Nó phải đi theo với một cái giới từ liền. How tall is this building? How tall are you?
Và phía sau nó lúc nào nó cũng phải là yes, no question. Chị nhớ điều này nha. How big is your glass in square feet? Feet. Right? How handsome is... Không ai nói how handsome hết trơn á. Không được dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ nha. Nó đẹp trai cách nào không, Mỹ họ không có hỏi như vậy. Đẹp trai còn hỏi how handsome nữa. Phải không? Không có, Mỹ nó không có so, kêu bằng so nosy như vậy. How handsome he is. Đã đẹp trai còn nói how handsome he is nữa. How calm. Yeah, how calm cũng được. How calm không phải là đi theo một cái động từ nha. How calm là cũng giống như là how long, how many. How calm là cũng tựa tựa, nó đồng nghĩa với why. Okay. Cái gì mình nhiều khi nó hơi nosy một chút xíu đó. Vô nhà, this is my grandparent, my grandfather. Oh, he's on your mother's side or in your father's side? Hỏi gì vậy? Đó là ông nội, ông ngoại vậy? Ông nội, ông ngoại gì kể? Hỏi chỉ kỹ vậy? Mỹ nó không bao giờ nó hỏi đó là ông nội hay ông ngoại hết trơn á nha. Okay. Vô nhà mấy đứa nhỏ nó chỉ giới thiệu đây là ông của tôi. Mình không có cần hỏi ông nội, ông ngoại gì hết trơn. Nó không có phân biệt. Okay. Yeah, lucky là adjective. Thành ra chữ how có cái hai cách. Một là nó đi theo cái yes no question. How do you do? How are you? Là thấy như vậy. Hay là how can you talk like that? Hay là how do you like the city? How is the weather today? Today. Và cách thứ hai là nó đi theo với một cái adjective là tính từ chứ hả? I'm sorry. How tall is that? How tall are you? How far is Saigon from Hanoi? Đại khái gì đi. How long will you stay in the city? Okay. And đó là cái cách đặt câu hỏi với WH and how question. Any question? How come do you like? Why don't you like it? How come có nghĩa là why not? Cái gì vậy? Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không còn bây giờ mình sẽ có một cái bài reading. And mình sẽ do the conversation. How lucky cũng được. Nhiều khi các anh chị nghĩ từ tiếng Việt dịch ra tiếng Mỹ á. Nhiều khi tụi mình không biết, tại nhiều khi tiếng Mỹ nó không có nói như tiếng Việt của mình, nó nói cách khác. Okay. Which school or what school? Okay, Thuy Linh. When you move into the new town, in the new town, so you don't know how many school in that area, right? So in this case, you ask, what school do you go to? What school will I go to? Cái trường nào mà tôi sẽ đi học? Phải không? Thủy Linh hiểu rồi chứ gì? Rồi, có hai cái trường trung học. Thí dụ mình in high school. Có hai cái trường trung học. So based on our address, we don't know which school. We don't know which school we will go to. Ở bên này tùy theo cái địa chỉ mình thuộc về cái trường nào thì mình sẽ đi học cái trường đó nha các anh chị, chứ không phải mình có quyền chọn lựa nha. Okay, when we register in school, they let you go the school based on your address and based on your address. Đợi tí mình tí xíu trả lời cho cái người này.
Ok, thành ra trong trường hợp đó mình biết chắc chắn có hai cái trường trung học mà mình không biết mình sẽ đi cái trường nào theo cái địa chỉ của mình. Thì mình sẽ đặt câu hỏi là which school? Ok. Phải theo địa chỉ chứ, không phải là mình muốn học trường nào mình học. Ngoại trừ you attend in the private school, you have to spend money so you can choose. But in public school, you have to okay, what a beautiful day. That's not a question. That's not the interrogative sentence. Không phải là câu nghi vấn. Okay. Mình đang học về. That's right, Trang. Mình đang học về cách đặt câu hỏi. Còn cái câu của Trang là cái câu không phải là câu câu hỏi. Okay. Rồi, bây giờ các anh chị biết cách đặt câu hỏi yes, no and WH and how question rồi phải không? Hôm nay Tiểu My không có chia sẻ với các anh chị loại câu hỏi thứ ba là task question nha. Tại vì nó cũng tự tựa như là yes, no question. Nó sẽ trả lời với chữ yes or chữ no. You go to school, don't you? Bạn đi học phải không? Khi đó là task question. Tiểu My không có chia sẻ cái loại câu hỏi này. Tại ít ai mà dùng cái loại câu hỏi này lắm. Thường thường cái task question đó là để nhấn mạnh, để lặp lại hay là để nhấn mạnh, emphasize. Okay, để nhấn mạnh. Ví dụ như mình biết cái em đó đó trốn học đó không? Mà mình chỉ hỏi thôi coi nó trả lời làm sao, coi nó có nói láo không? Mình gặp nó trong cái giờ học mình gặp nó ở trong cái supermarket hay là trong cái shopping mall, mình hỏi you go to school, don't you? À, cái đó là cái cách mà mình dùng cái task question để mình nhấn mạnh đó. Okay. You go to school, don't you? Con đi học phải không? Hỏi gì coi nó trả lời làm sao. Các chị hiểu rồi phải không? Hả? Kêu cảnh sát bắt nó. Nói chứ không cần kêu cảnh sát đâu. Bên Mỹ này from 8 là thường thường cái giờ start school to 5 o'clock in the evening. Not to 4, just có ở elementary thường thường tụi nó get off school sớm from 8 to 3 đi, to 3. Mà cảnh sát mà nó thấy các em từ 7 right bắt đầu start school at 6 đi. Các em từ 6 tuổi cho tới 17 tuổi mà lang thang ở ngoài đường, không cần biết lang thang ở đâu ngoài đường hay là ở chợ hay là ở đâu á, là nó bắt á. Cảnh sát nó được quyền bắt á. Okay. Nó bắt đem lại trường hay là đem lại nhà. Tại vì ở bên này bắt buộc là các em phải đi học. Lại đi học free mà, đâu có đóng tiền đó. Tiểu học với trung học là free mà. Nó không có bắt bỏ tù, nó bắt đem lại trường, nó hỏi coi hỏi coi what school do you go to, nó hỏi như vậy, hỏi con học trường nào, nó đem trở lại trường, cái như vậy. Còn mà học sinh mà vắng mà không có cái nốt của cha mẹ 3 ngày đó thì sẽ có thư gửi về nhà, mà cha mẹ không trả lời hả thì 7 ngày cảnh sát lại nhà. Ok, rồi bây giờ các anh chị any question about yes no and WH and how question? Không bác cha mẹ, không bác cha mẹ. Lợi nhà mà cha mẹ không có responsible đó thì nó bắt cái đứa nhỏ nó đem vô juvenile. Ở trong đó đó tụi nó được đi học rồi được nuôi đồ này kia đủ thứ ở trong đó chứ. Đó là juvenile.
Ok các anh chị, bây giờ mình có một cái bài reading nha. Để chúng mình mở cái bài đó ra cái nào. Tôi mất tiêu rồi. Một cái bài reading nó simple thôi nha các anh chị, không có khó đâu. Không có khó đâu, để các anh chị áp dụng cho cách đặt câu hỏi. Ok, ra rồi. Chưa có ai biết sao hả? Juvenile. Juvenile prison, juvenile. Nó có cái chữ youth đó. Right, juvenile. Ok. Dạ, tù của con nít đó. Nhưng mà gọi chung là juvenile. Sorry các anh chị. Ok, có cái bài này hay nè. Ngày mai mình sẽ học grammar nha các anh chị. Ngày mai mình sẽ học ngữ pháp trở lại. Hôm nay mình thay đổi không khí chút xíu đi. Where is that? Cái bài này hay nè. Cái bài này funny nè. Bài này bài cũ rồi, có thể các anh chị học rồi, nhưng mà let's see. Okay, you can raise your hand and read it if you want. Okay, so hand up please. I'm going to read first, okay, and then I will call you up to the mic and read it, okay? By a prison. Today, Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter, Patricia. Patricia is 7 years old. Okay, chủ nhật mời. Dạ, biết rồi, nhưng mà mình sẽ áp dụng cách đặt câu hỏi. Okay, Tại Linh. Chủ nhật mời Tori. Tori, K4 Tori. Are you there? Tori. Ok, không có Tori thì let's see. Who is the operator in the room? Gamma. Gamma, để tay Tori xuống đi, Gamma, please. Could you close her, her hands? Gamma. Gamma phải Ok, cho chị My mời Trần nha. Dạ, cho chị My mời Trần. Hả, tay and raise hand lại hả? Chị My đâu có đeo ốp đâu. Ok, Trần. Ok, mời Trần nha. Read this. Okay, we don't use Skype, okay? For today, we don't use Skype. Mình chơi trong Pao Talk luôn cho rồi đi. You just come up to the mic and read it. You don't need to call me and Skype.
okay? Chung. You don't know how to hold the mic in path talk? It's not connect on Pata. I don't understand what you're saying. What do you mean? Okay, I just lower my hand and give the mic to him, but I don't know why. Giờ mời Trần nha. Trần lên cầm mic rồi em đọc, okay? Đọc bài. Mời Trần nha. Kiểu như mình không có sử dụng Skype hôm nay nha các anh chị. Mời Trần. Hay là các anh chị muốn mở Skype? Do you want to use Skype? Oh wait. Skype hả? Lâu quá không biết cái password của chị mình Skype nó còn available không? Let's see. Nó còn activate không? Không biết nữa, let's see. Let me try. Allow access. Okay. Không được. Mình quên rồi, lâu quá không có use Skype, quên cái password rồi. We didn't recognize your sign-in details. I don't know. Sign me when Skype starts, sign me with a different account. Mình mở Skype không được, mà làm biến làm biến create a another nickname. Không được. Làm biến create another nickname then. This is the last time. Không được. Còn cái password này nó không bao nhiêu password thôi mà. Yes, được rồi. Nhưng mà sao nó không có nghe tiếng gì đó, nó không có nghe cái sao vậy, phải không? Rồi được rồi, các anh chị gọi vô thử rồi được không? Chị gọi vô thử. Mà sao nó ra cái hình kỳ kỳ á, I don't know. Mà sao Tiếng My không nghe tiếng gì ở bên Skype hết trơn vậy? Tiếng My không biết sử dụng cái này nha. Hello Tiếng My, I hear you. Gọi vô rồi mà đâu nghe tiếng gì đâu. I hear you. Em nghe tiếng cô mà. Muốn nghe tiếng thì sao các anh chị? Hả? Muốn nghe tiếng thì sao? Các anh chị có nghe hả mà chị không nghe điều bên thao thoát hả? Ok mute
Thôi đi khỏi dùng Skype đi các anh chị, mất thì giờ quá à. Kiểu đi hơi hơi làm gì đó. Thôi dùng bên này đi. Bây giờ Trần, where are you? Trần, Trần lên comment and đọc đi. Ok, đọc, accept nè. Mỗi lần các anh chị gọi vô nó có nghe tiếng. Bữa nay Trần My không nghe tiếng gì hết trơn á. Thôi đi, dùng bên này nha. Ok, bây giờ Trần My mời Trần nè. Cầm microphone ở bên Pow Talk nè. Ok, bên Pow Talk. Mời Trần nha. And read this. Hello, mọi người nghe chưa ạ? Hello. Today, Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter. Patricia. Patricia is 7 years old. Today, Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter. Patricia. Patricia is 7 years old. Thank you.
Linh muốn nghe mình nói gì? Cho nên tụi mình hát tập là Linh hả? Anh cũng có nhạc mà lại luôn nhỉ? Ok. Hôm nay hai lần đi shopping. Cô ấy đang vội và cô ấy muốn mua một cuốn sách. Nó không phải là cho cô ấy mà nó dành cho con gái của cô ấy. Patricia. Patricia năm nay 7 tuổi. Từ Linh ơi, vừa tới phải làm gì nữa từ Linh? Sao tại Linh hôm nay không đi 20 tháng 10 tại Linh nhỉ? Cậu như vậy? Chắc là tình hình xấu quá đúng không? Mình làm gì tình hình hả? Hai mươi tháng mười tới lúc Linh sống lâu trong tuổi thọ tỷ năm sân. Còn nhờ tới lúc đáng yêu sống vui khỏe có ích. Nó nói là tôi thích bà, tôi chúc bạn sống vui khỏe có ích.
ơn bạn Tà Linh, tôi có rồi. Hay tôi hát tặng bạn bà đang yêu bạn Tà Linh bài nhỉ? Đang thích nghe bài gì đang yêu nhỉ? Hay là mình cổ nhạc bộ bộ tam vừa rồi nha. Thì mình xin phép cô hát cây SK xin cô cho phép không? Thôi cứ sợ cô ấy đuổi tới cổ rung quá. Vì mình phải làm gì Tài Linh nhỉ? Rồi cô mà đuổi tới là khỏi rồi mình xếp tới. Nửa lòng nào Tài Linh đủ khéo đủ vậy? Cái dây nó bị lỏng đó, mấy ông nó bị lỏng á. Sửa rồi. Đồ Trung Quốc là dởm vậy đó. Trung Quốc là dởm vậy đó. Ok rồi, bắt đầu nha. Bây giờ mời các anh chị giơ tay đọc bài nha. Okay. Who want to read this? Raise your hand, okay, and I will call you up to the mic. Oh, what's wrong with this again? So now, can you hear me now, right? Okay, thank you. Okay, now, next one will be Hồng Ngọc, okay? Still your ngon lành, huh? No, don't call me in Skype, okay? Hồi nãy tại tôi mới mở cái Skype mà nó bị trục trặc á. I don't like Skype. Hôm nay mình tạm thời mình học trong Pao Talk với các anh chị, please. Okay, mời Hồng Ngọc nha. Okay, let me read this again. Okay, just one more time. Không cần gọi, thì mình sẽ bỏ cái mic ra rồi Hồng Ngọc lên, okay? Hồng Ngọc lên, okay? I'm going to release the mic and you up to the mic. By a present, today Helen is going shopping. She is in a hurry and she wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter, Patricia. Patricia is 7 years old.
Okay, mời Hồng Ngọc nha. Hồng Ngọc lên đọc rồi dịch ra luôn. Okay, you have to read this first, then translate it into Vietnamese then. Okay, mời Hồng Ngọc. Mọi người nghe chưa? Đây mình đọc nha. Ồn hả? Chắc là mấy cái quạt của mình nhỉ? Nha. We are present. Today, Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to be a book. Yes, yes, not for her. Yes, yes, for her not. But here, yes, 7 years old. Các bạn thấy mình đọc sai nhiều không ta? Ok, tại link doubt. Ok, cảm ơn mấy bạn nhá. Dạ. Nhiều quá à? Daughter. Dạ, thank you. Thank you bạn nha. Dạ vâng. Em bỏ mic cho cô Tiểu My nha. Okay, when you finish reading, just drop the mic to me, okay? Cái giờ này không phải là giờ giờ pronunciation để sửa bài cho các anh chị. I expect you're supposed to No. I used to hear adults say a lot of things about my generation. They said that the weight of the world will be too much to carry. Loading the raft. Done. They said we couldn't appreciate all that was behind us. Close it. Nó ở trong Google đó, trong cái MSN đó. Sáng thường mình chỉ mở MSN ra đặng đọc tin tức. Coi what going on. Okay, các anh chị. Brazen. Chữ S ở đây mình sẽ đọc thành chữ Z. Okay, buy a present. Today. Mình không có đọc là today. Okay. Today. Cái chữ D á, nó đứng chính giữa hai cái nguyên âm. Mình sẽ share cái đó với cái âm trước với cái âm sau. Today. Okay, today. Nếu đọc chậm là nó như vậy á. Okay, chứ mình không có đọc là today. And the same thing with the Helen. Chữ L, khi mà một cái phụ âm nó chính đứng giữa hai nguyên âm, các anh chị phải đọc cái phụ âm đó hai lần. Okay, Helen, chứ không phải là Helen. Is going shop. Cái này là SH, là sờ. Thấy, sờ. Chứ không phải là chứ không phải là sờ này. She see. Okay. Một cái là mình, các anh chị muốn đọc được SH đó, các anh chị chu cái miệng ra giống như hút thuốc, rồi cái lưỡi cong lên. She. Okay. She. Chứ không phải là see. She see. Okay. She sees.
So cái chữ she đó mình sẽ đọc như vậy. She is, 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 is. She is in a hurry. Cái âm R đó phải kéo dài. Okay. Cái âm R đó phải kéo dài. Okay, hurry. Chứ không phải hurry nha. Không phải hurry, mà là hurry. And she wants to buy a book. Book. Mình đọc chạy thôi, mình đừng có đọc nặng là book. Không phải book nha, mà là book. Book. Một chữ đó. Chị My chia sẻ cái cách phát âm riêng của chị My với các anh chị nha. Có nhiều thầy cô khác chia sẻ cái cách phát âm của các thầy cô, thì các anh chị theo các thầy cô khác cũng được, theo chị My cũng được. Okay. Thường thường một cái chữ đó nó có hai cái nguyên âm ở phía trong, giống như chữ book. Mình hơi kéo dài cho một chút xíu. Okay. Book. And phát âm cái ending sau, cái âm cuối luôn, book. Các anh chị không phát âm được thì các anh chị phát âm rõ ra trước. Book. Right, book, 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 book. Rồi mình phát âm như vậy cho nhiều lần cho cái miệng mình nó chết hai âm luôn. Ok, rồi mình nói nhanh 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 nhanh, rồi mình chỉ đánh cái hơi ra thôi. Book. Right, ban đầu mình nói book, 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 book. Chị, các anh chị có nghe cái âm sau của tiếng Việt không? Cái ending sound nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình nhất là cái accent của mình đó, nó không có rõ đó. Và nhiều khi mình nói mà nó không có rõ, nhờ cái ending sound mà người ta sẽ hiểu mình. Tại nhiều khi cái accent của mình nó không có đúng đó, biết không? Nhưng mà nhờ cái ending sound người ta hiểu mình. Thí dụ như là I ride my horse, hay là my bike đi, my bike. Okay. Nhưng mà mình đọc cái chữ ride không được. Nhưng mà nhờ cái ending sau người ta không có hiểu làm là chữ rise này. Một cái là rise, ce là phát âm thành chữ s. Một còn một cái là ride, right? And I'm not, I ride my my bike. I eat my rice. Okay. Rồi, she is in a hurry. She wants to buy a book. Book, chứ không phải book nha. Book. Đọc hơi chạy chạy, đánh cái âm kia. It is not for her. Her. Cái âm R phải kéo dài phía sau, không phải là her nha. Không phải for her, mà là for her. Okay. And it is for, không phải for nha, mà là for her daughter. Daughter. Người Mỹ họ ưa đọc chữ T thành chữ D lắm. Daughter. Anh chị đọc daughter cũng được. Đọc theo giọng Anh cũng được. Daughter. Hay là daughter. Okay. Patricia. Right? Patricia. And Patricia is 7 years old. Okay, years old. Ok, vậy nha. I like. Cái giờ này không phải giờ tập đọc nha các anh chị, nhưng mà tiếng mình chia sẻ cho các anh chị phớt qua vậy thôi. Tiếng mình không có correct các anh chị nhiều. Ok, please. Mình đang trong cái giờ áp dụng cái cách đặt câu hỏi. Ok. So I need only 3 people up to the mic and read this. Ok, 3 người thôi. Mời next one will be Hi nha. Mời Hi. Hello cô. Cô em đọc nha cô. Hello.
có nghe không cô? Để em đọc nha cô. By a present, today Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter, Patricia. Patricia is 7 years old. Cô em đọc lại nha cô. Mua một món quà. Ngày hôm nay thì Helen đi mua sắm. Cô ấy thì vội vàng. Cô ấy muốn mua một cuốn sách. Nó thì không phải mua cho cô ấy. Ủa, cô ấy không có mua cho cô ấy mà là mua cho con gái của cô ấy là Patricia. Patricia thì 7 tuổi. Okay, that's pretty good. Well, hehe. And next time could you speak up, okay, a little bit. Đọc lớn lên một chút xíu, okay? And now I need one more. Next one will be Nguyễn Hoàng gì đó. Nguyễn Hoàng Anh hả? Anna. Okay, Anna then. Mời Anna nha. Sorry, Anna. Take it easy. Okay, mời Anna. Yes. Em đọc đoạn này cô nhé. Yes. By a present, today Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter, Patricia is 7 years old. Yes. Okay, yes, again, when you finish reading, just rub the mic to me, okay? Yes, hai cái chữ này. Cái này mình không có đọc là reason. Okay. Rest, chứ không phải là rest, right? Rest. Rest. And thêm chữ P-O. Rest. Right? And reason. Chứ không phải là prison. President chứ không phải là president, right? Prison. Okay, rồi cái chữ year, chữ y này đó đọc giống như chữ ye á của người nam. Thay vì nó đi về, người nam nó đi year. Okay, đi year. Chữ ye của người nam là years, chứ không phải là year. Không phải chữ z của người bắc nha, không phải chữ z mà là chữ years, okay, years, year, yeah, year and year, right, year, đọc như vậy, I don't know, okay, mời, mời ai, Anna, okay, Anna,
Not is a. Okay, my Anna again, okay? So come down. Em đọc lại nhé. Buy a present today. Helen is going shopping. She is in a hurry. She wants to buy a book. It is not for her. It is for her daughter, Patricia is 7 years old. Yes. Yes. Đúng chưa? Cô Tiểu My đúng chưa cô? Sao ta? Ok các anh chị, cô HK, are you free after my class? Cô HK có rảnh sau giờ của Tiểu My không? Hả? Cô HK, can you hear me? Oh my, chắc các anh chị không nghe Tiểu My nói rồi. Oh really? Khi tại Tiểu My tính nhờ cô hả, cô HK sửa cho các anh chị. Giờ Tiểu My sợ mở cái Skype rồi Tiểu My không nghe nữa đó. Cái chữ year chứ không phải là year của người nam á, chữ y của người nam á. I don't know. You chứ không phải là zoo, không phải là zoo. Year, you, young, cái gì vậy? I don't know. When I use this, remember? When I use it, suddenly, you know, cut off myself. I don't know. So I'm scared to use this again. Okay, let's see. Kể đi, thông qua đi. A and the, them, okay? The, them. A, B, C, D, E, F, G. A, N. Cái âm N nó phải xuống giọng mũi. Okay. Không phải là N nha. Không phải là N. Mà là N. 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 Okay. N. Okay. Có người đọc là R. Chữ A. A, B, C. Thường thường mà chữ A ở long đó, có nhiều người đọc là A. A book cũng được, a book cũng được. Okay. Còn chữ N thì phải xuống giọng mũi. N. Khi mà các anh chị đọc cái âm N, cái lỗ mũi các anh chị thấy nó run run, nó hơi đau đau, nhức nhức là đúng rồi đó. N.
câu này là end. Ok. Còn cái chữ này đó thì phải la lưỡi ra. Cắn lưỡi nhẹ nhẹ, thụt lưỡi vô đọc là the. The. Ok, phải la lưỡi mới được. The. La ít ít thôi, la dài quá người ta tưởng 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 bị siết cổ. The and them. Them. Ok. Nếu anh chị không la lưỡi nó đọc thành chữ d của tiếng chữ d, chữ d của tiếng Việt đó thì nó nghe kỳ lắm. Không phải là đờ nhé, không phải là đờ mà cũng phải là đèm nhé. Mà nó là the and them. Ok. Thôi không có được hỏi Tiểu My cái cách phát âm nha các anh chị. Tiểu My không có good at this đâu. Hỏi cô học cát hay hỏi các thầy cô khác nha, đừng hỏi Tiểu My nha. Okay, Tiểu My chia sẻ cái cách phát âm riêng của Tiểu My. Chili. Tiểu My nói rồi, muốn phát âm chữ th phải le lưỡi ra, cắn lưỡi nhẹ nhẹ, thụt lưỡi vô rồi mới đọc. Ok, the. Brother, sister, and sister không đúng, father, chứ không phải là đờ đờ. Rồi, that's it, stop right here. Hỏi hồi bí á nha, hỏi hồi là sai rồi cười tôi á. Tiểu My có cách phát âm riêng của Tiểu My, ok? Chỉ muốn theo, theo, không theo, không sao hết chứ. I don't mind, I don't care. Ok? Rồi, bây giờ what do I like you to do? Bây giờ các anh chị thấy we have one. Hôm nay mình chơi game đi, mình chơi chút xíu đi, học hoài chán quá. 1 2 3 4 5 6 7 sentences, phải không? Mình có tất cả là 7 câu. Bây giờ đố các anh chị gom lại 7 câu này thành 2 câu thôi. Các anh chị nào, anh chị trong room này, Tiểu My biết các anh chị nói tiếng Anh giỏi lắm á. Okay. Grammar thì các anh chị hơi dở thiệt, không bằng Tiểu My thiệt, nhưng mà nói tiếng Anh thì hơn Tiểu My rồi đó. Tiểu My nghe rồi đó. Bây giờ giỏi, giỏi thì giờ thử gom lại 7 câu này thành 2 câu thử đi. Combine this 7 sentences into 2 sentences only. 2 sentences only. Nói cái này kêu bằng mình, khi mà mình có một cái câu chuyện mình phải kể lại, và khi mà mình kể câu chuyện lại thì mình phải kể ngắn gọn, đồng ý không nè? Mình không có được kể dài dòng, kể dài dòng có khác gì mình đọc lại đâu. Kể tôi câu chuyện đi. Cái câu chuyện là today Helen is going shopping and she is in a hurry and she wants to buy a book. It is not for her, it's for her daughter Patricia. Patricia is 7 years old. I don't need you to do that. I don't want to hear that. Right? Các anh chị kể làm sao ngắn gọn. Các anh chị nào kể được, bring the one. Thì mình mời các anh chị lên cầm mic. Ok, giờ mình đang chơi đó các anh chị. Kể một cách đầy đủ. Ok. Những cái chi tiết nào quan trọng mình mới phải nói ra, mình phải mention. Còn mình bỏ những cái chi tiết không quan trọng. Ok, Anna. Helen is going shopping and she buys a book for her daughter Patricia. Chưa được. Patricia is 7 years old. Chưa được. Gom lại 7 câu thành 2 câu thôi. Helen goes shopping to buy a book for her 7 years old daughter Patricia. You miss an important idea. Câu của Tả Linh gần được rồi đó. Câu của cô HK. Helen is going shopping hurriedly to buy a book as a present for her daughter who is 7 years old. Almost. Cô HK, câu của cô HK cũng good, nhưng mà thiếu một cái chi tiết quan trọng. Today Helen go shopping for her daughter's book. Trường, her daughter Patricia is 7 years. Câu của trường thì
Today, Helen is going shopping to buy a book for her 7-year-old daughter. Câu của cô HK là hay nhất nhưng mà thiếu một cái chi tiết quan trọng. Câu của Tả Linh cũng gần được. Dạ thì các anh chị thấy không? Mình kể là một câu chuyện mình kể ngắn gọn thôi. Phải không? What is her daughter name, cô HK? Thấy không? Phải cái tên cũng là một chi tiết quan trọng phải không? Yeah, daughter Patricia. Okay. Yeah. And your son is perfect. Rồi, bây giờ cũng cái đoạn này thì mình muốn các anh chị make a question. Okay, now I need two people. Yeah, I should open the Skype then. Let me try one more time. Okay, I give you two minutes, okay, to think about the how many questions can you make, okay? Để mình cho các anh chị 2 phút nha, trong khi tụi mình mở lại cái Skype này. Where is my Skype now? Bây giờ nghe tiếng rồi phải không các anh chị? Nãy không nghe gì hết trơn á. Rồi bây giờ you can call me in Skype, okay? I need two people to do the dialogue. Nên là mình gọi là gì nào? Role play đó. Hai anh chị gọi vô cho tụi mình bên Skype đi. My nickname in Skype is tụi mình 7. Hurry, các anh chị. Gọi vô đi. Okay, I got Trần Học right here. And I need one more. Cần một người nữa. Trần Học, can you hear me? Yes, I hear you. Okay, that's good. Okay, tí mi cần một người nữa. Okay, don't touch me. Okay, chết một người nữa thôi, don't touch me. And now, okay, I tell you, Trần Học, you will be the people who ask a question, and who else? Don't touch me. Will answer your question, okay? In this pair for me. Okay, are you ready, Trần Học? And don't touch me. Yes, I'm ready. Okay, now let's start. Trần Học bắt đầu nha. Trần Học sẽ đặt câu hỏi và Don't Touch Me sẽ trả lời. Do it now, Trần Học. Oh, I see. Okay, Don't Touch Me. Could you call me in Skype, please? I think I dropped you. Okay. I said we'll put your active your active on. Ủa sao hồi kia rồi nó khi mà tụi mình get cái accept cái Don't Touch Me thì tụi mình lại drop cái Trần Học phải không? Em cũng không biết nữa cô. Okay, now you make a question then. I will answer. Yeah. What did Helen buy today? You have to make a question for every sentence, okay? For every sentence. Yes, no question too. Then the WH and how question. For every sentence. Is Helen going to buy a sorry? Is Helen going shopping?
today? Yes, she is. And what did she buy today? She going to buy a book for her daughter. Helen is Helen is going shopping. Isn't she? Oh, you're not supposed to make a question, a tough question, because we haven't learned that yet. So just make a yes/no question and WHNO question only, please. Yeah, you allow and what for more as well. Yeah, you're not allowed to do it. Yeah. Is she in a hurry? Yes, she is. Want to buy? What did? Or what does? Okay. What does? Yeah. What does she want to buy? Oh, she wants to buy a book. It is not for her. No, it's not. Is this for her daughter? Yes, it is. What is her daughter's name? Oh, her daughter's name is Patricia. How is Patricia's years old? No, you just asked how old is Patricia. That's it, right? How is Patricia? Yeah, how old is Patricia? Oh, Patricia is 7 years old. Okay, now could you combine these sentences into one or two sentences? Or just tell me what the main idea in this paragraph. Helen is going shopping in hurry today. Shopping. Shop. Okay. Helen is going shopping in hurry today. Helen go shopping, right? Helen hurriedly go shopping. She want to buy a book for her seven year old daughter, Patricia. Yeah, her, chứ không phải là her nha, không phải her. 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 Yes, okay, phải có cái âm R phía sau. Her, không phải là her. Yeah, that's right. She wanted to buy a book for her daughter, for her 7 years old daughter, Patricia. And that's it, right? Okay, that's really good. Now I need two more. Okay, chị, tại sao chúng mình accept một cái call thì chúng mình drop another call at the same time, làm sao vậy? Con có tiếng mấy app nick của cái bạn gọi vô thì phải. Rồi bây giờ Sky nó bị gì không biết nữa, mọi người đừng bị vậy. Oh, I see. Vậy thì làm sao hai anh chị khác làm được? Hả? Ông không biết đâu, có mọi người cũng có sử dụng phiên bản Sky cũ. Oh. Có một số người sử dụng cái mới. Using the old version Sky device, Sky version device. Yeah. Chắc tôi kiểu mi. He, if I accept he, then I drop this group, don't touch me, automatic, I don't know why. Okay, he. Yeah, hello, go. I'd like you to read the next paragraph then, okay? Yes. When you read, finish ready, then you have to translate it into Vietnamese too, okay? But let me read first. Yes. Because a $20 bill, cái âm L các anh chị phải cong lưỡi phía sau nha, bill, thank you, bill, các anh chị cong lưỡi tự nhiên nó có cái âm L liền, còn nếu mà mình không cong lưỡi được, mình không phát âm được thì mình phải phát âm rõ ra, bill,
Khi mà các chị đọc chữ L tự nhiên bắt buộc cái lưỡi các chị phải cong lên. Build hay là build in her block. Cái âm E trong trường hợp này á, các chị phải hả miệng lớn ra nha. Chúng mình thấy bên Việt Nam thường thường ở đọc chữ chữ black thành chữ black lắm, không phải chữ black. You are too bad, chứ không phải you are too bad. Không phải you are too bad, không phải vậy. Phải hả miệng lớn là black, không phải là black. Pearls. Ờ, bấm chặt môi. Pearl and thêm âm S. Đấy. Mình sẽ có chữ. Cái chữ này có nhiều người đọc không được, nhưng mà theo chữ đọc từ từ theo chữ đi thì sẽ đọc đúng. Ờ, pearl, bấm chặt môi. Pearl and thêm âm S. Pearls. Okay. Black pearls. The telephone. Tell là telephone. Tell chứ phải là T nha. Chữ T mình đọc gần giống như cái âm TH, TH của tiếng Việt. Tell chứ phải tell nha. Telephone. Phone. Cái âm N ở phía sau thường thường không có đọc. Okay. I mean cái âm E không có đọc. Thành ra cái âm cuối nó sẽ là âm N. Phone. Phone. Cái lỗ mũi phải run run chút xíu. Cái phone. Phone. Ngờ trong miệng. Telephone. Rings. Yes. Helen's mother. TH phải là lưỡi trắng nhẹ nhẹ thuộc vô mother. The. Chứ phải mother nha. Mà cũng phải mother. Mother là lưỡi à. She talks for 20. Chữ twin á, twin mình quẹo cái miệng, mình quẹo cái môi lại. Twin. Có nhiều người đọc là twin, không phải twin nha. Không, đâu có cái âm SW trong đó đâu. Nó là âm TH. Okay, twin. 20. 20 cũng được, hay là 20 cũng được. Okay, người Mỹ họ thường đọc chữ T thành chữ D. 20. Minutes. Minutes. Okay, chứ không phải là minutes. Okay, minutes. Cái âm N đứng chính giữa hai cái nguyên âm, mình sẽ share nó, mình sẽ đọc với cái âm trước và nghĩa là đọc cái âm N hai lần. Minutes. Okay, minutes chứ không phải minutes. Then TH là lưỡi. Then she chu miệng, cong lưỡi phía trong lên. She picks. Picks chữ P, âm P phải bẩm chặt cái môi lại. Pick chứ không phải là big nha. Pick. Hey, picks up. Các anh chị kỹ, đừng có bao giờ các anh chị nối chữ qua nếu mà các anh chị chưa có nắm vững cái chỗ đó có nên nối chữ hay là không nối. Nối qua đó connect với nhau đó. Đừng có bao giờ nối chữ, đừng có đọc là picks up. Okay, không có được đọc như vậy. Nhất là một cái phụ âm với một cái nguyên âm cái mình vừa nối chữ không được. Không phải không được, nhưng mà make sure là cái đó người ta thường đọc như vậy thì mình nên đọc theo. Còn mình không có sure là có nên nối chữ hay không thì mình nên separate, đọc nguyên vẻ ra. Okay. Picks up. Đừng đọc là picks up. Her clothes. And cái âm D. Không đọc có âm D thì mình sẽ đọc thành chữ N. N. Nó khác với N. Okay. And leaves, 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 z, leaves. Cái li vừa có âm li vừa có âm z, leaves. Và mình xuống giọng, cái leaves. Right, one more time. She puts a $20 bill in her black purse. The telephone rings. It's Helen's mother. She talks for 20 minutes. Then she picks up her purse and leaves. Okay, mời mời yeah. You read this please and tell us into Vietnamese too, okay? Yeah. She puts a $20 bill in her black purse. Không phải black mà là black.
Hãy miệng ra please. Black. In her black. Yeah. In her black purse. The telephone. What is the piece of purse? Purse. Go on, please. From the telephone rings. Is Helen's mother. Helen's. She. Helen's. Go on, ask. Helen's mother. She talks for 20 minutes. Then she picks. Minutes. Go ask minutes. Minutes. Yeah, đọc nhớ có âm S phía sau, okay? Yes. Then she picks up her bird. Pick chứ không phải là pick. Pick. Bấm chặt môi là pick. Pick. Right. Cái âm K ở phía sau hơi cứng cái hàm chút xíu. Pick. Pick. Yeah, picks. S. Pick. Then she picks up her purse. As a picks. And one, the last word. And then, and leaves. Very good. Leaves. Leave was a leave. Okay, that's good. Could you turn this into Vietnamese, please? Yeah. Cô ấy đặt cái hóa đơn 20 đô la. Ok. Where is hóa đơn? Cái hóa đơn. Đâu phải hóa đơn đâu. Không có đọc nối, hồi nãy chị mới nói rồi, đừng có đọc nối, ok? Không có đọc là pick up, không có đọc như vậy, không phải đọc là pick up. Pick. Ok, $20 bill. Bill đó là cái hóa đơn nhưng mà cũng là một cái tờ giấy. Ok. Cái này đó nói là cô ta để cái tờ giấy 20 đô. Ok. Cái tờ giấy, cái bill đây là cái tờ giấy tiền á. Cái tờ giấy tiền á, 20 đồng á. Dạ. Ok, tiếp tục nha. À, vào cái ví đen của cô ấy. Reo. Đó là mẹ. Cô ấy nói thì cô ấy nói khoảng 20 phút. Sau đó thì cô ấy đặt cái ví và rời khỏi đó. Right. Okay, now could you combine this? How many sentences? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 sentences into 1 or 2 sentences only. Could you? Giờ mình sẽ kể lại ngắn gọn cái đoạn này. Nói cái gì? Trong 1 hoặc 2 câu mà thôi. I give you time to do it. Okay. Yes. How do you know after she put a $20 bill then the telephone rings? She talked to her. Okay, that's right, darling. Then she leaves. She leaves with her post. Okay, you cheating, darling. It seems like you make only 2 sentences, right? By put the comma and phải không? Huh? Cái này cũng chưa có ngắn gọn. You almost repeat it without the period, right? Đó, tại vì mình kể làm sao 2 câu rõ ràng thì. Yeah, các anh chị khác, I give you time enough to think about how to combine it, these sentences into 1 or 2 sentences.
sure that's Darling Post, not mine. Darling, my thingy was a hee-hee post, okay? Yeah. Okay, các anh chị, hi hi, nói được không? Anyone else? Các anh chị khác thì yeah. Kể cái đoạn này ngắn gọn thôi, okay? Kể cái đoạn này ngắn gọn thôi. Yeah. Okay, I don't accept the call in Skype nha, tại vì Tiểu My mà nhận cái call của các anh chị tự động, Tiểu My sẽ drop cái hi hi ra đó. Okay, anyone else? Nhật Minh nha. Nhật Minh, could you combine these sentences into one or two? Câu của Tạ Linh cũng được rồi đó, nhưng mà nó yes, nó hơi dài dòng chút xíu. Nó yếu không? Nó đứng ngoài nghe được. Ok. Mở cái gì nữa rồi? Tương lai. Cái gì Nhật Minh phải không? Nhật Minh. Nhật Minh kể kể ngắn gọn cái đoạn này thành một hay hai câu giống như là của Tạ Linh vậy đi. Em nghe không có rõ cô nói cái gì chứ đó. Nó giật hoài à. Oh, you can hear me. It's breaking. So drop your mic then. Drop your Skype then. After she has put the $20 bill in her black purse. Khi mà mình kể lại mà có cái chữ after she has put. She talked to her mother for 20 minutes. Okay, you missed the important point. She talked to her. Where does she talk to her? Where do they talk? Right? Tạ Linh. They talk on the phone, right? Thấy không? Cái talk ở trong cái điện thoại nó quan trọng phải không? Nếu mà nói she talk to her mother, mình đâu có biết là talk on the phone hay là talk ở ngoài phải không? Right. So thay vì mình không có muốn mention cái the telephone rings again, mình có thể mình nó talk on the phone. Phải không nào? So she put $20 in her black purse, then talk on the phone with her mother for 20 minutes and leave with her purse. Được không? Được không các anh chị? Câu của Tạ Linh sửa lại chút xíu. She put the $20 bill in her black purse and talked on the phone with her mother for 20 minutes and leaves with her purse. After putting $20 bill in her black purse, mình không có cần nói the telephone rings. Thay vì nói the telephone ring thì mình bỏ cái câu đó đi, mình nói and then okay, the telephone ring mình bỏ đi, mình nói and then
She talked on the phone with her mother for 20 minutes, right? Hay là then she talked on the phone with her mother for 20 minutes and leaves with her purse. Dĩ nhiên cô ta phải pick up cái purse mới leave được, right? Đồng ý không, Hi Hi? Khi câu của Tải Linh với câu của Hi Hi, mình có thể mình nói lại như vậy. In her black purse. Then she talks. Then she talks. Có S nha, on the phone. With her mother for 20 minutes. Okay, for 20 minutes and leaves. And pick up the purse and leave cũng được, hay là and leaves with the purse. With her purse cũng được, hay là leave with the purse. With the purse. Okay, then the rest we delete the rest. Okay, câu này mình làm gì được hay không? After putting $20 bill in her black purse, then she talks on the phone with her mother for 20 minutes and leaves with her purse. Ok rồi, bây giờ cái đoạn này Tiểu My muốn các anh chị sẽ đặt câu hỏi, ok, và trả lời. Một người đặt câu hỏi và một người trả lời. Giờ hai anh chị gọi vô đi. Không biết gọi vô hai người một lượt không được, không biết. Ok, Tuấn Anh à. Bạn An khi kích vào đó có gạch chéo là không nói được. Oh my god. Ok, bây giờ ai gọi vô đi. Rồi sẽ do the dialogue with me then. Ok, thôi bây giờ như vậy. Ok, I tell you what. Bây giờ trong cái đoạn này các anh chị thử đặt coi có bao nhiêu câu hỏi các anh chị có thể làm được. How many questions can you make in this paragraph? Anh chị đặt câu hỏi đi. Trong cái đoạn này coi bao nhiêu câu hỏi các anh chị đặt được. Cái Skype mình không sử dụng được. Chị làm đi, cứ post your question. Cái gì có một thôi. Sao có một? Đặt câu hỏi cho từng câu một. For example, in the first one we can do từng câu một thôi. Right? No, cái câu thứ nhất mình có hai câu hỏi. Okay. My smart tea is stupid. It's hurt me. Okay, she put a $20 bill in her black purse. What does she put in her black purse? Right? Mình không có nói how much mà mình phải nói là a $20 là trả lời câu hỏi cho what, phải không? Cô ta để cái gì, phải không? Thành ra mình phải dùng câu hỏi là what. Okay, không có nói how much. Phải không? Câu trả lời là what? What does she put? Right? Đó là một. Rồi cái gì nữa? Để 20 đồng ở đâu? Để tờ giấy 20 đồng ở đâu?
Where does she put a $20 bill? Có nhớ chữ bill nữa nha. Bill. Yeah, where does she put? Nhớ có yes no question nha. Đó là câu thứ nhất. Mình có hai câu hỏi phải không? Okay, the telephone rings. How do we make this? The question to answer this. No, không hỏi câu này được. Tại sao không hỏi câu này được? Tại vì Nguyễn Anh Tuấn chưa đọc hết bài. Okay. Does the telephone rings? That's right. Okay, mình đang áp dụng cách đặt câu hỏi yes, no or WH and how question. And chỉ có một câu hỏi cho cái câu the telephone rings, right? Mình muốn hỏi cái gì rings nói sao các anh chị? Mình muốn hỏi cái gì rings nói sao? Hả? Trời ơi, lo làm bài đi, lo cái răng của mình. Ok, mình muốn hỏi cái gì nó reng thì nói sao các anh chị? The telephone rings. Giờ mình muốn hỏi cái gì nó reng nói sao? No. Hồi nãy trong bài có học rồi mà Trang. Cái gì nó reng là chủ từ phải không? Yeah, what rings? Hay là what is ringing? Ringing, right? What rings? Cái gì nó reng vậy? What rings? Hay là what is ringing? Okay. Rồi, câu kế is Helen's mother. Đặt câu hỏi với cậu này đi. Coi các anh chị đặt được bao nhiêu câu hỏi trong một câu, trong một câu. Bây giờ muốn gì đây? Muốn quýnh lộn nhau trong room của tôi phải không? Hả? Muốn gây lộn, quýnh lộn nhau trong room của tôi phải không? Hả? No, mình hỏi là is it Helen's mother? Is it Helen's mother? Chữ it ở đây mình không có dịch là thú vật nha hay súc vật nha các anh chị, mà is ở đây là có phải nói rằng là có phải đó là chữ is ở đây có nghĩa là chữ this. Okay, nó đồng nghĩa với chữ this. Okay. Nó đồng nghĩa chữ this hay là chữ that. Okay, is it Helen's mother? Đó có phải là mẹ của Helen hay không? Các anh chị phải hiểu như vậy, đừng có dịch, đừng có nghĩ chữ it ở đây có nghĩa là con chó hay con mèo hay con gì đó, ok? Chị hiểu thì mới nói phải không? Ví dụ như người ta nói câu này it says cái gì vậy? It says là ai đó nói rằng hay là nghe nói rằng, okay, nghe nói rằng bạn bạn mới cưới vợ phải không? Cái gì vậy? Mình không có dịch chữ ít này là xúc vật hay là thúc vật mà mình dịch chạy nó như vậy. Ok, tiếp tục. Và người ta nói rằng hay là nghe ai nói hay là nghe cái sự nói như vậy đó. Ok, next one. She talked for 20 minutes. She talked to her mother. Okay, how long does she talk to her mother? Yeah, how long does she talk to her mother? Right. Okay, now last one. She picks up her purse and leaves.
Who put $20 bill in her purse? Cô ta purse còn hỏi ai nữa? Cô ta chứ ai? Và khi mà các anh chị dùng chữ who đó thì lúc nào nó cũng là số ít. Có nghĩa là động từ phải có s. Cho thí dụ. Okay, you throw up a party. Okay, and you invite your friends. And you don't know who will come. 2, 3, 4, 5. Of course, when we throw a party, thì mình mở một buổi tiệc thì dĩ nhiên phải có nhiều người tới, chứ không lẽ chỉ có một người thôi. Đồng ý không nào? Right? Ít nhất là hai người, ba người, ít nhất á. Right? Chứ không thể nào có một người hay là không có ai hết, phải đồng ý không? Nhưng mà khi mà mình đặt câu hỏi, mình không biết ai sẽ tới, mình sẽ nói là who come, okay, to my party. Không, chỉ nhớ điều này nha. Mặc dù mình biết trước là có nhiều người tới dự cái buổi tiệc, nhưng mà khi mình đặt câu hỏi với chữ who thì mình phải dùng nó là số ít. Who comes to my party? Okay. Rồi câu cuối cùng. Are you kidding? What does she do after hang up the call? Why you make things so complicated? What does she pick up and leaves? Right? What does she pick up and leaves? We make a question for every sentences. For every sentence, I'm sorry. What does she? Tại vì she pick up her purse là trả lời câu hỏi what, thành ra mình dùng chữ what. What does she pick up and leaves? Let's see how far we. Oh. Okay, mình mới có nửa bài thôi. Ngày mai mình sẽ học tiếp. Ngày mai mình sẽ làm tiếp nha các anh chị. Because we ran out of time. I mean the time is up. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. We should talk a lot. Yeah, for 20 minutes. Okay, bring your question. Then, darling. Ngày mai các anh chị muốn học tiếp cái này hay là các anh chị muốn trở lại bài grammar, văn phạm? Hả? Cái giờ này là giờ grammar chứ không phải là giờ học cái này nha. Hôm nay mình kêu bạn gì đó. Mình chơi thôi. Chân dài là gì? There you are, you're here, you are. Người ta hay nói nghĩa là okay. Here you are hay là there you are, nó có nhiều nghĩa lắm đó. Là đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Đó, bạn hiểu rồi đó. Có nghĩa là như vậy. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Đó, bạn hiểu rồi đó. Hay là you know what I mean. Là bạn hiểu tôi nói gì rồi đó. Bạn hiểu gì rồi đó. Thí dụ như là nói là để coi tự nhiên hỏi cái sao làm Timmy không có nghĩ ra được, đợi Timmy chút xíu nha. Let's see.
Okay, here you are, nó có nhiều nghĩa. Here you are, that means you show up, suddenly you show up. And everybody expecting your coming. So when you show up, they say, here you are. Các chị hiểu không? Ví dụ như mọi người đang đợi mình tới, họ chưa thấy mình tới, nhưng mà thình lình mình xuất hiện, họ nói, here you are. Right? Đó là một nghĩa. Yeah, bạn đây rồi. Còn một nghĩa khác nghĩa là như gì? Tự nhiên không thể cho các anh chị một cái thí dụ bằng tiếng Anh. Thí dụ như gì nè? Tôi không biết là tôi không biết là có phải bạn trai của cô ta, tôi quên là bạn trai của cô ta tên gì rồi. Hình như là Tom thì phải. Here you are. Đó, hiểu không? I don't know what her boyfriend name. I think it's Tom. I think it's Tom. And the other one said, here you are. Đó, bạn nói đúng rồi đó. Tại Linh hiểu rồi phải không? Cái cách dùng cái here you are nó có hai nghĩa, hai trường hợp như vậy. Okay, here you are. Hay là there you are cũng vậy. Okay, there you are cũng vậy luôn. Okay. There you are cũng vậy hay là here you are cũng vậy. Nhưng mà thường thường nó đề cái nó dùng cái there you are nhiều hơn cái here you are. There you are. Đó, bạn nói đúng rồi đó. There you go cũng gần như vậy luôn đó, cũng gần như vậy. There you go, there you are. Okay, cũng gần như vậy luôn. Yeah, đúng rồi đó, definitely. Okay, Tài Linh hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Cái gì mà mình chưa kịp trả lời mà người đó trả lời liền mà đúng như ý mình nói thì mình nói there you are, there you go. Okay. Rồi, thôi không cho ai hỏi nữa, tại Timmy đói bụng quá. Okay. There he is, nó gọi như vậy đó. There he is là đó. Ví dụ như là hai người đang nói chuyện, cái sau nói về cái anh chàng nào đó, tự nhiên anh chàng đó xuất hiện. There he is. Không phải ổn rồi đấy, nhưng mà đúng rồi đó. Đó, bạn nói đúng rồi đó. Đó, bạn nghĩ đúng rồi đó, bạn nói đúng rồi đó, chứ không phải ổn rồi đấy, không phải ổn rồi đấy. Okay. Bạn nói đúng rồi đó, bạn nghĩ đúng rồi đó. There you go, there you are. Okay, and that's it for today. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. And ngày mai mình học tiếp grammar nha các anh chị, không học mấy cái này nữa. Okay. Cách đặt câu hỏi các anh chị biết rồi phải không? Ngày mai mình sẽ học grammar. Okay, and bye các anh chị.